Dạ, em chào anh. Hôm nay nhìn đẹp trai ta. Hôm nay nhìn Chào đẹp trai phong độ ta. bạn. Đang đem chiếc xe vô hãng nó thay bình bình điện. Dạ, Ừ, bị đắc quy. đúng rồi. Tại vì tình cờ mình mới lướt Facebook thấy diễn đàn của Quang mở. Dạ. Chào Quang ngang, chào hết quý chị em cô chú bác ngang. Dạ, chào anh. Ông anh có tôi, ông về Việt Nam ông quậy quá, bây giờ ông còn thức nữa, mới chắc ông đi tìm bà nào đó ông leo núi gì sao không biết nữa. Hình như ông đang ông đang phá làng phá xóm đâu á anh Lâm Hà Thì bởi vậy mới mới thấy ông ở trong này nè. ơi. Mai mốt ông về bên này đây, ông á chắc tôi phải đem ông tôi đi thiến mới Dạ. ok. Nói chung để mình không biết nói làm sao, thấy không? Thật sự Dạ. nói á, mình nói thiệt với Quang cái chỗ là mình chẳng ngại gì, mình Dạ. mới ngại cái gì đỡ mà mình phải không lên cái diễn đàn để mình nói sự thật, cái bộ mặt Dạ. của cái lũ chó ở bên đây, Dạ. thấy không? Mình không có ngại đâu, Dạ. mình rất là thích lên những cái diễn đàn của những anh chị em cô chú bác ở trong đất nước Việt Nam đó. Mình rất là thích lên, Dạ. mình thích lên cái chỗ là những anh em ở trong đất nước Việt Nam đó muốn hỏi mình cái gì về tình hình ở bên đây như thế Đúng nào, rồi. mình sẽ trả lời, Dạ. mình sẽ trả lời cho mình không có ngại cái gì, mình không có sợ cái lũ của tụi nó là phải quăng lựu đạn cho mình không có sợ. Dạ. Mình con đường mình đi là con đường coi như là đường thẳng mình đi thôi, Rồi. thấy không? Mình không có chẳng ngại chẳng sợ một ai gì. Thật sự Dạ. trong lòng của mình rất là áy náy mà rất là bứt rứt, từ bao nhiêu lâu mà mình đã gây ra. Mình đi chữ những ông lãnh đạo ở trong đất nước rồi, mình cũng có một thời gian mình này kia nọ, mình trong cái lương tâm của mình nó chưa có giải tỏa được á, mình thấy mình Dạ. cảm thấy mình áy náy lắm. Nhưng mà nhờ nhờ cái bộ mặt thật, cái lũ chó đẻ ở bên này nè, nó cho mình thấy cái bộ mặt thật về cái chỗ đó, mà mình có cảm nhận được mình quay đầu lại. Thật Dạ. sự tụi nó không có làm cái gì được cả, nó cái xúi dại người dân rồi nó kêu gọi quyên góp tiền để làm gì, để xài cá nhân cho nên không có giúp gì. Bây giờ tôi hỏi Quang nè, bây giờ Dạ. gia đình của nó còn chưa lo xong nữa, làm Đúng sao rồi nó anh. lo cho người dân, đúng không Quang? Đúng rồi. Đó Đúng rồi, đúng rồi, rồi. bây giờ tôi hỏi câu thứ hai nè, nó nói nó đấu tranh cho 90 triệu dân hay là 96 triệu dân, phải không? Con Dạ. cháu nó không lo, nó bỏ bơ con nó không thương yêu con nó, làm sao mà nó thương yêu 90 triệu dân, 96 triệu dân Đúng ở rồi. đây? Dạ. Mà bây giờ Quang muốn đấu tranh, đúng không, cho người dân, là cái đầu tiên Quang phải đấu tranh cho bản thân trước cái đã, Quang phải đấu tranh cho gia đình Quang trước cái đã, Dạ. rồi Quang mới đấu tranh cho người dân được. Mà trong lúc Quang chưa có làm được cái người thân mà trong gia đình, làm sao mà mình đấu tranh cho người dân? Mà mình trước khi mình nói cái gì cho người dân nghe, mình phải coi bản thân của mình. Ok, thank you, we come now. Ok, bây giờ cái bình xe nó sửa xong rồi, nó kêu mình vô tốc tiền. Vậy thôi, bữa Dạ. bữa khác đi Quang ha, bữa khác đi. Dạ. Rồi bây giờ Dạ. khuya thôi, đỡ Quang ngủ đi, rồi bữa khác á, nếu mà Quang mà ở sớm đó, gắn thẻ mình vô mình Dạ. đã nói hết. Mình chỉ mong Dạ muốn dạ. người dân ở trong nước hãy nghe Long Hà nói những cái điều gì, hãy nên nghe Long Hà, đừng bao giờ nghe bất kỳ ai rồi vô cái con đường lao lý, khổ lắm anh chị em à. Long Hà Dạ không có dạ. muốn, đó là mình nói thật. Mình một cái sự Dạ. sai lầm của mình, mà cái sai lầm của mình nên sửa lại. Mình sửa lại điều đó là điều tốt. Chứ bọn nó Dạ. nói là mình một ngày nào đây về nước là công an hay là mấy ông cộng sản sẽ cắt cổ mình. Xin lỗi, không ai cắt ai, không ai Đúng cắt ai, rồi. đúng không? Đúng rồi. Tại vì tụi nó muốn làm gì đỡ chơi đỡ mình quay lại, đỡ bắt tay tụi nó tiếp tục cái con đường Dạ đúng rồi. sai trái là mình đừng bao giờ. Long Hà không bao giờ quay, giết mình chết đi chăng nữa mình không bao giờ quay. Tại Dạ. tổ tiên ông cha bà mẹ mình tại đất nước Việt Nam,
dù cho đất nước Việt Nam mình có nghèo, có khổ, có xấu, có như thế nào đi chăng nữa, cũng là cái tổ quốc của mình. Đúng rồi. Mình sống ở đây là sống cái tạm bợ thôi. Họ thích cho sống, họ không thích, họ quăng đầu về lại nước mình. Vậy thôi. Tụi nó tốt lành hơn. Rồi, cảm ơn Quang nha. Tụi mình đi vô. Dạ, cảm ơn anh. Tiền cho tụi nó chờ. À, chúc sức khỏe, ngủ ngon giấc. Cảm ơn quý chị lắng tai nghe nha. Rồi, tổng chào. Dạ, dạ, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đá mình xuống đi. Đá mình xuống đi. Dạ.